người nhá. Hiện tại tôi đang ở Bờ Ha đây. Sau một thời gian về Việt Nam chơi thì bây giờ tôi đã quay trở lại để đi làm. Và hôm nay thì là ngày nghỉ, nên là tôi đi lang thang tí. Bây giờ đang vào Macro đây, ở Việt Nam gọi là Metro ấy, và mua chai rượu. Mọi người đi cùng tôi. Đây là khu vực đồ chơi đây, định mua cho con gái ít đồ chơi. Sắp Noel rồi nên là hàng đồ chơi ở đây rất là nhiều. Hôm nay tôi có quay bằng điện thoại thì hình nó có rung lắc, mọi người thông cảm nhé. Rất nhiều đồ chơi đây, nam nữ đều có. Bên này giờ đang là rất lạnh. Đây là những chỗ bán hộp rượu để tặng đây. Thì tôi muốn mua một hộp rượu để tặng cho bà chị, bà ấy về Việt Nam. Rất là đẹp. Rất nhiều loại đây, không biết mua loại nào. Chivas. Mê taxa này, uống ngon lắm này. Phía bên này là vodka. Đây tôi mua chai này. Nói chung là rất nhiều loại, chả biết chọn loại nào luôn. Rồi bây giờ ra tính tiền nữa. Giờ là buổi trưa, mới gần 3 giờ chiều thôi, trời tối om này. Mọi người thấy không, mùa đông bên này hầu như là cả tuần không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời không. Trời lạnh, mây dày đặc, trời tối nhanh lắm. Giờ bây giờ tôi sẽ sang khu trung tâm thương mại, sang đi dạo một tí. Không có tiền, mọi người nhìn này, găng tay rách luôn, vẫn phải đeo này. Trai nghèo ấy. Đây giờ chúng ta sẽ vào trung tâm thương mại kia. Ở bên này, ở Bờ Ha này thì tiện lắm. Các trung tâm thương mại này rồi siêu thị nó liền kề với nhau. Hầu như là quận nào cũng có một cái trung tâm thương mại lớn để mọi người mua sắm. Chỉ có ở các vùng như kiểu là tỉnh lẻ ấy, cách xa trung tâm thủ đô thì siêu thị và trung tâm thương mại nó cách xa, chứ còn ở trên Bờ Ha này thì mỗi quận nó đều có trung tâm thương mại hết, nên rất là tiện lợi để mua sắm. Phía này trung tâm thương mại, còn phía bên này là khu chung cư đấy. Nhà tôi thì ở tít đoạn dưới kia cơ, nói chung là cũng gần đây. Mọi người thấy mùa đông chưa, cỏ thì vẫn còn xanh nhưng mà các cây cao cao này thì nó cũng chết hết rồi, vàng hết rồi, trời lúc nào cũng xám xịt nhà đây. Bây giờ là 3 giờ chiều nhá. Sao hãng này vẫn tồn tại ở Bờ Ha này? Hãng này tôi nghĩ là đã là sập tiệm rồi cơ. Sắp Noel rồi, thấy đèn trang trí đẹp chưa? Chiều này rất là đông luôn. Nhưng mà đi các cửa hàng thì cũng chả có gì để mà mua cả. Nay buổi tối ba cậu cháu tôi đi ăn nhà hàng đây. Đây là món của tôi. Đây là món của Peter. Đây là món của Ba Ven đây. Ăn đi cho cảm nhận. Nhìn ngon nhở. Ba Ven ăn ngon không? Hết địa đấy nhá. Đói không? Thank you.